Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bài quyền tay kiêu cư đi đan. Bài quyền này nó cũng dễ bởi vì nó dành cho những người mới tập, cho nên là nó không có gì khó cả. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải theo dõi để làm cho nó đúng, bởi vì có những người đến đai đen nhất đẳng rồi vẫn tập sai ở bài quyền này, thậm chí là sai một cách tệ hại luôn. Chúng ta sẽ xem tôi làm chậm một lần. Tay kiêu cư đi đây. Bây giờ tôi sẽ đi nhẹ nhàng để chúng ta tiện theo dõi và tập theo. Đầu tiên chúng ta quay sang bên này, chúng ta gạt Giramai Hấn Diên Su Chi, sau đó ta tiến lên ta đấm thượng đẳng Diên Su Chi, đưa chân trước này ra sau, quay sau Giramai đấm thượng đẳng, tiếp tục quay sang bên này gạt Giramai tiến lên ba lần đấm ở tấn trên cái xua chi 2 3 hết lên. Chúng ta rê chân này gạt tiến lên đấm trước ra sau, gạt tiến lên đấm tiếp tục, gạt quay về 3 đấm 1 2 3, gạt kia mai tiến lên đấm thượng đẳng, gạt kia ma lai tiến lên đấm thượng đẳng, rút về chân trái một lượt, chân phải một lượt, nghiêng và chào. Chúng ta lưu ý là chúng ta tay và chân chúng ta phải cùng một lúc, chứ không được chân ra trước xong rồi mới đến tay, hoặc là tay trước với chân sau là không được. Thứ hai là lúc di chuyển tấn thì phải vững, không được là dịch rút chân rồi mới đi. Có một số người là rút chân xong mới đi, như thế là sai rất là nghiêm trọng. Đây tôi sẽ nói lại một số cái sai, chúng ta sẽ nhìn một số người đi sai rất là nghiêm trọng như thế này. Như này, ví dụ như đứng như này, chân ra xong rồi tay mới gạt, chân lên xong rồi tay mới đóng, như thế là rất kỳ cục. Và quay ra sau gạt xong rồi rút chân xong rồi tiến lên thì như thế là sai rất là nghiêm trọng, mà rất nhiều người sai, thậm chí học bản đai đen là vẫn sai rất là vớ vẩn. Chúng ta lưu ý là gạt là phải cùng một nhịp, chứ không có chuyện là chân ra xong tay mới gạt, chân lên xong rồi tay mới đấm. Nên mình giơ cái mặt mình ra để nó đấm cho gãy răng, nghĩa là cái tay cái chân mình nó phải kết hợp cùng một lúc, chứ không phải là tay trước. Tay có thể trước cũng được, nhưng mà chân trước thì nó rất là kỳ cục. Mà tay trước là nó thi đấu thôi, chứ trong bài quyền thì người ta yêu cầu tay và chân nó phải cùng một lúc. Và có một số người khi mà gây ra này gạt này xong thì dài tấn quá, lại rút chân về lại tiến lên như này, là đấy là sai rất là nghiêm trọng. Đấy, buổi hôm nay tôi chỉ nói ngắn như thế để không mất thời gian của mọi người, thì các cái bài quyền tôi sẽ giảng ngắn gọn
Chúng ta cứ thế tập theo, không hiểu cái gì chúng ta hỏi, hay là cần chỉnh sửa gì chúng ta cứ nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem hay đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Và nhớ kênh Tập đoàn Võ Đường Ngọc Hòa là tôi ưu tiên dành cho võ thuật, yoga và những cái gì liên quan đến sức khỏe hay là thuốc chữa bệnh. Tôi sẽ cố gắng không đưa những video khác vào cái kênh đó. Chúng ta nên khuyến khích các cháu hay là các bậc phụ huynh nên khuyến khích con em của mình vào đấy học. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.